nữ tử tù được khám có thai hay không trước khi tiêm thuốc độc. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT Tiểu sư tử tù Giang Hồ Người Nổi Tiếng. Trước những năm 2000, đã có nhiều phạm nhân nữ lợi dụng sơ hở của cán bộ dẫn đến có bầu là vi phạm nội quy, quy chế của trại giam. Nhưng các phạm nhân mua bán tinh trùng đều không phạm tội. Đặc biệt, theo các luật sư, người vi phạm không bị trồng tội mà ngược lại còn được thoát án tử hình theo quy định tại Điều 35 Bộ Luật Hình Sự. Vậy trước câu hỏi nữ tử tù được khám có thai hay không trước khi tiêm thuốc độc, chúng ta sẽ nói gì về câu chuyện này? Tiến hành khám thai trước khi thi hành án Vào năm 2020, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành thông tư liên tịch số 022020 quy định về việc phối hợp tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2020. Theo thông tư, sau khi kiểm tra hồ sơ của người bị kết án tử hình, xác định người bị kết án không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 điều 40 của Bộ luật hình sự năm 2015 và không thuộc trường hợp đang bị điều tra truy tố xét xử về một tội phạm khác thì tránh án tòa án đã xét xử sơ thẩm phải ra quyết định thi hành bản án tử hình đáng chú ý trường hợp người bị thi hành án tử hình là phụ nữ thì ngay sau khi nhận đủ hồ sơ để đưa bản án tử hình ra thi hành hội đồng thi hành án tử hình phải yêu cầu thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh hoặc thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu ra lệnh trích xuất người bị kết án tử hình đến bệnh viện thuộc sở y tế hoặc bệnh viện cấp quân khu nơi đang giam giữ người bị kết án tử hình để kiểm tra xác định xem Người bị kết án tử hình có thai hay không? Thông tư nêu rõ, việc kiểm tra phải được lập thành văn bản và có xác nhận của bệnh viện nơi tiến hành kiểm tra xác định. Cũng theo thông tư, hội đồng thi hành án tử hình quyết định hoãn thi hành án trong hai trường hợp. Thứ nhất là gặp thiên tai, hỏa hoạn hoặc có trở ngại khách quan khác không thể thực hiện được việc thi hành án tử hình, hoặc trên đường áp giải người bị thi hành án tử hình bị tai nạn phải đưa đến bệnh viện. Thứ hai là trang thiết bị, dụng cụ thi hành án tử hình bị hư hỏng, không xác định được tĩnh mạch, thuốc thi hành án tử hình không đúng chủng loại, chất lượng, số lượng hoặc các điều kiện khác đảm bảo cho việc thi hành án tử hình không đáp ứng được. Sau khi thi hành án tử hình xong, việc giải quyết cho nhận tử thi cho cốt, hài cốt và mai táng người đã bị thi hành án tử hình. Thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7, điều 83 của luật thi hành án hình sự không tổ chức việc giao nhận tử thi cho cốt hai cốt của người đã bị thi hành án tử hình vào ban đêm, tức 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Như vậy, thông tư nêu rõ, nữ tử tù được khám có thai hay không trước khi tiêm thuốc độc, đây được xem là việc làm nhân văn nhân đạo của Việt Nam đối với những tử tù này. Vì sao nữ tử tù mang thai lại thoát án tử hình? Nhà tù là nơi cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài và đương nhiên là không có đàn ông bên cạnh. Vì thế việc các nữ tù nhân mang thai khiến dư luận tò mò. Điều 35 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định không thi hành án tử hình đối với phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Trong trường hợp này hình phạt tử hình chuyển thành tù trung thân. Trong trường hợp người bị kết án tử hình được ân giảm thì hình án tử hình chuyển thành tù trung thân. Tạo hóa thật tinh nghịch và oai oăm. Những ai dám thay quyền tạo hóa mà phán xét sự ra đời của sinh linh này là tệ hại và tiên đoán tương lai u ám cho em. Dĩ nhiên, các quản giáo để xảy ra vụ tử tù mang thai trong thời gian biệt giam sẽ bị xử phạt. Hầu như chắc chắn họ cũng sẽ bị ngồi tù giống như các phạm nhân của họ. Đó là cái giá phải trả cho việc cố tình vi phạm pháp luật. Cái đề bài thập kỷ, Nữ tử tù Nguyễn Thị Oanh đang bị biệt giam tại trại giam công an tỉnh Hòa Bình cũng được phát hiện đang mang thai. Tương tự, và cùng thời điểm đó, tại trại tạm giam Chí Hòa thành phố Hồ Chí Minh là trường hợp của tử tù Trần Thị Hương. Oanh, Huệ và Hương đều bị kết án tử hình vì hành vi buôn bán trái phép chất ma túy. Hai quản giáo trong vụ của Oanh, một người mới 22 tuổi, một đang mang hàm đại úy đã nhận án tù 5 năm ngay tại nơi họ từng làm việc đó là khía cạnh khắc nghiệt nhất của câu chuyện nhưng còn nhiều khía cạnh khác nữa mà run rẩy nhất là sự ra đời của đứa con đi ngược lại cái cách thông thường mà người mẹ tạo ra đứa trẻ sinh linh này thật sự đã mang lại sự sống cho mẹ nguyễn thị oanh kể câu chuyện của mình những ngày chờ thi hành án tử hình ở trại giam công an tỉnh hòa bình chính là quãng thời gian khủng khiếp nhất đối với tôi Thời gian trôi qua chậm chạp và dài vô tận. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc dòng tay lên nghe từng bước chân đi về phía buồng biệt giam. Oanh đã xé từng mảnh áo, theo lên đó cảnh hoa chiếc lá may lại thành áo, gối, rồi chia tay tặng cho tất cả tử tù được giải ngang qua. Công việc đó giúp Oanh quên lãng thời gian khủng khiếp nhất. Một trong những người được tặng áo gối ấy trở thành cha Cháu được thành hình trong phòng biệt giam. Huệ, Oanh, Hương. Trong những đêm thâu chờ chết, Pháp Phòng nhìn xuống bụng mình. Họ đã nghĩ gì? Có thể hình dung trong bóng tối, tham thẳm đó. Những tử tù kia đã xoa nhẹ bụng mình, cố chạm lấy. Một cách vật lý, niềm hy vọng ấy mang lại những cảm xúc trái ngược. Nó đẩy những cán bộ quản giáo vào vòng vi phạm nó cứu thoát người mẹ đáng lẽ ra phải trả giá bằng mạng sống của mình vì đã gieo rắc cái chết trắng cho bao người khác nó tạo nên một tiền lệ xấu về thủ đoạn lách lưỡi hái của luật pháp nhưng ở góc độ nào đó tình mẫu tử ấy cũng hết sức con người được tạo thành trong niềm hy vọng để quẫn bách cháu bé ấy tôi hy vọng sẽ thức dậy trong lòng người mẹ tội lỗi ấy những tình cảm ngọt lành hướng người mẹ về với đời thiện lương theo cách thức giản dị nhất. Tạo hóa thật tinh nghịch và oái oăm, những ai dám thay quyền tạo hóa mà phán xét sự ra đời của sinh linh này là tệ hại và tiên đoán tương lai u ám cho em. Không. Không ai được có cái quyền ấy cả, trừ những con quái thú. Hầu hết người làm cha mẹ đều có thôi thúc tự thân là dành sự chăm lo tốt nhất và trở thành tấm gương cho con noi theo. Nếu những tình cảm tự nhiên ấy cũng thức dậy ở người tử tù, thì đó là khía cạnh có giá trị và đáng mong đợi nhất trong câu chuyện hy hữu này. Việc dựa trên những quy định của pháp luật hiện hành, xin nhấn mạnh ý này vì pháp luật cũng luôn luôn thay đổi để nguyên rủa những tử tù này. Không sai, nhưng nếu chỉ biết chửi, phải chăng ta đã bỏ qua mục đích tối thượng của pháp luật là gây dựng lòng nhân bản? những ai đang lo lắng cho sự phát triển của cháu nhỏ trong nhà tù cũng xin chớ quá lo trong các trại giam lớn hiện nay đều có nhà mẫu giáo cho các bé con của phạm nhân có cả lớp dạy chữ cho các phạm nhân người lớn nữa nhiều phạm nhân nhờ lớp học này đã lần đầu tiên biết viết tên mình biết đọc nội quy và viết thư về cho gia đình phạm nhân cũng có thể gửi con về gia đình thiên ngọc con của tử tù nguyễn thị oanh đã được giảm án thành trung thân, đã được gửi cho dì ruột nuôi dưỡng, theo cách đó. Còn nếu nghi ngờ những phạm nhân nọ là nguồn gen xấu, sẽ di chuyển sang con và nói toẹt ra rằng đứa con sẽ là di họa cho xã hội sau này, như bố mẹ nó đấy. Hỡi ôi nghi ngờ đó chỉ chứng tỏ sự hiểu biết của bạn mà thôi. Có thể bạn không ác, nhưng thiếu kiến thức rất nhiều khi đưa người ta đến cái ác vô tình đó bạn. Trước đây báo trí thức trẻ từng đăng loạt bài về những người tù mồ côi, không được thân thích hoặc đã bị người thân bỏ mặc trong tù. Họ đều là những phạm nhân, phạm đủ thứ tội, tay từng nhuốm máu. Nhưng khi nắng Tết rãi đầy ngoài sân thì họ cầu ước được về nhà. Họ mong được thấy con cái quây quần bên chân cha khắp xóm chúc bà con năm mới bình an. Họ chọc gẹo nhau trong xót xa, đã nằm mơ thì mơ cho tới, mơ cả ba má sống dậy mà lại tạ. Tác giả Thiện Hiếu, người viết bài báo trên kể lại những trải nghiệm của chính anh trong tù. Giả Dũng 62 tuổi, Tám tiền án ngậm ngồi. Tao không biết tụi nó sao, chứ giờ răng dụng hết mẹ nó rồi. Ăn gì mấy? Chỉ thèm một tiếng kêu mẹ gọi con, được vợ gửi cho mấy chai dầu gió. Mà chắc hết đời tù cũng hỏng có mày ơi tù nhân đâu phải quái vật bẩm sinh trong một thời điểm hoặc trong cả một quá trình trước đó họ đã có những hành vi chống lại cộng đồng và vì thế bị tước đoạt tự do tức cả quyền bình thường nhất như quyền dắt con đi chơi và nằm yên nghe bàn tay vợ xoa dầu gió trên lưng hình phạt không phải là để hủy diệt hình phạt ghê gớm nhất là khiến họ thiếu thốn cuộc sống tự nhiên của con người nó khiến họ thấm thía hơn quyền sống của mình và thông qua trải nghiệm đau đớn của bản thân để trân trọng những quyền sống đó nơi đồng loại. Bạn đã nhìn thấy những ánh mắt tù nhân khi họ ngồi trong xe buýt bùng chưa? Tôi nghĩ bạn sẽ không bao giờ quên được. Trong vùng chật hẹp của chiếc xe, họ dán ánh mắt vào khuôn cửa sổ bé bằng vài bàn tay. Những ánh mắt khao khát như rút hết cả linh hồn, như phóng đầy ra những sợi dây dịt lấy chút nắng, chút lá xanh khuôn mặt của cha, của mẹ, của em gái, vợ, con, thay cả thân thể trồm ra mà ôm xiết. Ngay cả những nghiên cứu khoa học cũng cho thấy rằng, vô cùng hiếm những kẻ tội phạm bẩm sinh. Con người nói chung, thường là không quá xấu, cũng không quá tốt. Những hành động đột biến chỉ phát sinh trong hoàn cảnh bất thường. Cả tốt lẫn xấu, phụ thuộc phần lớn và môi trường nơi họ sinh ra và lớn lên, nên giáo dục họ tiếp nhận xã hội nơi họ trưởng thành. Làm sao một đứa con bị vứt trong thùng rác lớn lên trên lề đường kiếm ăn bằng móng tay và gót chân khi còn nhỏ rồi bằng thân thể khi lớn lên có thể biết tin và yêu người khác đây. Nếu nó chưa từng được nhận giọt yêu thương nào làm sao nó có thể nhận diện yêu thương và tử tế đây? Nếu nó được chính sự tồn tại của mình dạy rằng phải hung hãn cá lớn nuốt cá bé làm sao nó tin vào sự che chở cộng sinh từ rất nhiều năm nay luôn có những tổ chức từ thiện văn nghệ tôn giáo tự nguyện vào các nhà tù để biểu diễn chia sẻ trò chuyện với phạm nhân ấy là để tình người len lỏi và làm đầy những thành quách của pháp luật họ bị trừng phạt rồi họ cần thêm được những tình thương không phân biệt mầm thiện lấp ló trong mỗi con người dù đã bị vùi dập trong cõi sống cằn cỗi, nhưng nếu được vun sới, đúng cách sẽ nảy mầm, sinh lá. Pháp luật luôn vững chắc, phải cận nhân tình. Thuần lý thì dễ gây vỡ, thuần tình thì hiệu quả trồi sụt. Trong câu chuyện này, thực chất đều đủ lý và tình. Ai sai sẽ phải chịu phạt. Và tôi hy vọng sự yêu thương trong mỗi con người, không phải phạm nhân, đều đủ tròn đầy để đón những mầm non và người mẹ về lại với đời. Bạn muốn PKT làm về tiểu sử giang hồ, tử tù hay người nổi tiếng nào? Cùng để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ, tử tù người nổi tiếng mỗi ngày trên PKT.